Đồng hồ Rolex nổi tiếng là thương hiệu sở hữu một vũ trụ riêng, nơi những kiệt tác về thời gian được chế tác bởi những thợ đồng hồ giỏi nhất, từ những nguyên liệu quý hiếm, xa xỉ nhất mà chỉ riêng Rolex mới có thể sở hữu. Những chiếc đồng hồ Rolex chính hãng mang trong mình những cá tính, phong cách rất riêng mà không chiếc nào giống chiếc nào, trở thành những biểu tượng về thời gian du hành từ thời đại này sang thời đại khác. Một trong những biểu tượng đặc trưng của Rolex là bộ sưu tập Rolex Cellini. Đây là sự tổng hòa của nghệ thuật chế tác đồng hồ kỹ nghệ cao và phong cách cổ điển. Trong số đó, chiếc đồng hồ Rolex Cellini Dual Time 50525 với mặt số màu nâu chocolate tuyệt đẹp. Chiếc đồng hồ này không chỉ là một công cụ đo thời gian mà còn là một tác phẩm nghệ thuật đích thực với sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế tinh tế và chức năng vượt trội, thể hiện đẳng cấp và phong cách người đeo. Chiếc đồng hồ sở hữu phần dây được làm từ da cá, có màu nâu chocolate lạ mắt cùng với chất sần nhẹ đặc trưng. Mặt số đồng hồ kết hợp hài hòa với dây được làm từ da cá, giống như một lời tán dương đặc biệt dành cho vẻ đẹp kinh điển và sự thanh lịch vĩnh cửu của những cỗ máy thời gian truyền thống. Ngoài ra, mặt số đồng hồ còn được chạm khắc bởi họa tiết hoa văn cổ điển Guillot cực kỳ tinh xảo, tăng thêm giá trị sang trọng cho chiếc đồng hồ. Đây là một chi tiết nổi bật, thể hiện đẳng cấp và sự tỉ mỉ trong từng đường nét thiết kế. Rolex Cellini 50525 còn sở hữu chức năng Dual Time, xuất hiện một mặt số phụ cho phép người sử dụng theo dõi giờ của một quốc gia khác. Đây là tính năng cực kỳ hữu ích cho những ai thường xuyên phải di chuyển giữa các múi giờ khác nhau, đảm bảo luôn chính xác và thuận tiện trong mọi tình huống. Kỳ lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.